Còn mình ở đâu? Tân Phú. Tân Phú hả? Tân Phú chạy qua đây luôn. Lên tiếp top hả? Rồi top top xong giờ ghiền à. À ok, bán này rẻ luôn. Bán giữa mối luôn. Hồi trước cũng có xe ở bên Tân Phú á, ngay chỗ gần Đập Lập rồi á. Của anh luôn á. Trước dịch. Trước giãn cách chứ không phải trước dịch. Dịch lúc đó cũng dịch rồi. Trước giãn cách á. Cái đợt đó anh mướn nó bán được cái thời gian cái là ở đầu đó giãn cách xong là không lấy xe về được luôn, quăng luôn. Thấy vui vẻ luôn à. Hồi đó mà không có dịch là được ăn bên đó gần rồi. Xui thôi, đen hơi đổ lên. Lấy đủ lên luôn rồi. Anh ăn gọi gì đây? Cần lấy đồ bổ chứ này. Ở Thái Lan đúng không? Hai bạn lấy mấy đôi đũa đây. Là không lấy đồ đũa thôi đúng không? Còn cà giòn vẫn lấy bình thường. Cà giòn vẫn lấy. Phải lấy ha, lấy đồ đũa thôi. Giờ với lại nay cũng chân gà em sợ thiếu quá chứ. Bán anh nữa là hết luôn rồi đó. Anh không có ra. Dạ. Dạ. Vậy là bình thường vậy là hay mua, chắc là mua đầy đủ á. Anh cái đơn nó ghi lại gì em quên anh. Hả? Gọi hải sản thập cẩm lớn. Hải sản thập cẩm lớn hả? Hải sản thập cẩm lớn, còn gì hải sản hết trời. Em luộc ít tôm nữa đi em. Hải sản thập cẩm lớn. Lớn là cái đó là nhiêu tiền á? 80 phải không anh? 80 rồi, 80. Thank you.